Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ. Chị ơi, em rất mong chị đọc được tin nhắn của em và cho em lời khuyên ạ. Em và anh yêu nhau được 7 tháng rồi. Trước bọn em yêu nhau, anh có dẫn em về ra mắt gia đình. Cả hai gia đình đều cho phép bọn em yêu nhau. Em có đi nhà anh chơi nhiều lần và em có chuyện đấy với anh. Em cũng không muốn có chuyện đấy vì em và anh còn là học sinh chị ạ. Anh bảo nếu có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm. Rồi em với anh biết là mình đã có con với nhau. Lúc đấy em quá sốc chị ạ. Em đã khóc rất nhiều, không tin nổi luôn. Em biết mình có em bé, cả hai đều muốn giữ đứa bé. Nhưng em còn là học sinh, em biết mình có thai. Em có nhắn tin qua nhóm với lớp, báo với các bạn và thầy giáo biết. Lúc đấy em bế tắc quá, em tính bỏ học. Nhưng các bạn và thầy vẫn khuyên em nên tiếp tục đi học. Em vác bầu đi học chị ạ. Lúc đấy em áp lực và suy nghĩ tiêu cực. Người yêu em lại còn quá trẻ, nghĩ có thì đẻ thôi ạ. Bạn trai em và em còn quá trẻ, chưa đủ tuổi kết hôn ạ. Vẫn còn phụ thuộc vào ba mẹ. Em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Em có hỏi anh là đẻ con ra ai nuôi, sao chúng ta có thể nuôi được. Anh bảo đẻ ra em không nuôi được thì anh nuôi. Từ lúc có thai em hay suy nghĩ lung tung, rồi share những tâm trạng lên Facebook. Anh nói với em là anh không hiểu em bị gì luôn. Bọn em hay xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau. Lúc cãi nhau cả hai đều không chịu nhường nhịn nhau, toàn nói ra mấy câu làm tổn thương đối phương. Qua anh hỏi em, bảo là em coi anh là gì mà lại đối xử với anh như vậy. Em trả lời là anh coi em là gì thì em coi anh là như thế. Em có hỏi anh coi em là người dưng hay người yêu. Anh trả lời anh không coi em là người dưng, cũng không phải người yêu mà là vợ. Nhưng thực sự em không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Em thấy mệt mỏi lắm. Giờ em không biết phải làm như thế nào, ứng xử như thế nào là đúng chị ạ. Rất mong chị đọc được tin nhắn và cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều. Chúc chị nhiều sức khỏe và luôn xinh đẹp và hạnh phúc ạ. Câu chuyện của em hơi dài, rất mong chị đọc và tư vấn giúp em. Em thân mến, em còn quá trẻ để có em bé. Và lại một câu chuyện nữa rất là buồn và đáng tiếc. Chị cũng hy vọng rằng cái câu chuyện này sẽ tiếp tục cảnh tỉnh cho các bạn trẻ. Để khi mà chúng ta yêu nhau, có quan hệ với nhau, chúng ta phải có trách nhiệm hơn. Chị thì cũng không phải là quá cổ hủ để mà nói rằng bọn em chưa kết hôn thì bọn em không được có chuyện đấy. Nhưng một khi bọn em đã quyết định là có chuyện đấy thì em phải lường trước tất cả những cái tình huống nó có thể xảy ra, để mình sẽ bảo vệ bản thân. Ừ, có chuyện đấy cũng được nhưng phải dùng biện pháp để bảo vệ chứ. Phải bảo vệ, em phải có trách nhiệm với chính mình và có trách nhiệm với chính đứa con mà em sẽ sinh ra sau này nữa. Đúng không? Con em sinh ra trong khi em chưa có điều kiện để lo lắng cho nó sẽ thiệt thòi đến như thế nào, rồi ảnh hưởng đến tương lai của em ra sao. Nếu em có thể suy nghĩ được nhiều hơn như thế thì đáng nhẽ khi bọn em có chuyện đấy với nhau, em phải có biện pháp bảo vệ chứ. Những cái biện pháp bảo vệ với những phương pháp tránh thai sinh ra đợi để làm gì? Mà đến rồi em nói với chị rằng một cái câu rất thiếu trách nhiệm. Em nói rằng sau khi biết có thai em rất sốc. Đấy là một cái điều hoàn toàn em có thể nghĩ ra được. Em nghĩ rằng bọn em quan hệ với nhau thì không bao giờ có thai à? Hay thế nào? Em đã quan hệ mà không dùng các biện pháp bảo vệ thì em phải biết rằng sẽ có lúc em có thai. Chứ không phải là em cứ thoải mái mà quan hệ với nhau và nghĩ rằng sẽ không bao giờ có hậu quả gì cả. Đúng không nào? Thì thực sự những suy nghĩ đấy chị không biết là nói rằng ngây thơ hay tắc trách của em nữa. Em phải có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình chứ. Để nói rằng lúc đấy em rất sốc và em không biết là tại sao lại như thế. Quan hệ với nhau thì có trai là chuyện bình thường. Đúng không nào? Có gì mà để sốc đâu. Cho nên chị rất là trách em là bởi vì em đã không thực sự biết bảo vệ mình. Dù em đang ở tuổi học sinh hay sinh viên hay là bọn em đang nhiều tuổi, nếu chưa muốn kết hôn, là chưa đủ tuổi kết hôn hay là chưa sẵn sàng để có con thì mình phải dùng biện pháp bảo vệ chứ nhá. Đây là cái điều mà nói với em thì nó hơi muộn rồi, nhưng mà chị hy vọng rằng sẽ nói để cho các bạn khác có thể rút kinh nghiệm và sẽ biết để không bao giờ đi vào cái vết xe đổ này nữa nhá. Còn bây giờ vấn đề của em ấy, em còn rất trẻ, em còn rất nhỏ, người yêu của em cũng thế, cho nên là không tránh khỏi những cái mà bọn em chưa biết cách ứng xử hoặc chưa biết cách chiều chuộng đối phương, chưa hiểu thấu những cái nỗi buồn, những cái nỗi lo lắng của đối phương, thì rất dễ là bọn em làm tổn thương nhau thôi. Thực ra ở đây ấy, chị có thể hiểu được, bởi vì em có bầu, có em bé, tâm sinh lý nó thay đổi, em rất dễ cáu gắt, sẽ rất dễ là giận hờn, sẽ rất dễ là tổn thương. Nhưng người đàn ông của em lại là rất là trẻ, anh ấy chưa hiểu được điều đấy nên anh nghĩ rằng không hiểu em bị làm sao nữa, đúng không nào? Thì em hãy chỉ cho anh ấy biết, nói chuyện với anh ấy và đừng bao giờ cãi nhau em ạ. Ấm ức cũng được, khóc cũng được, nhưng mà mỗi lần em cãi nhau là một lần tình cảm của em xa cách. Mà bây giờ giữa em không có gì ràng buộc cả, không có kết hôn với nhau, thì nếu mà em không ứng xử đúng, em làm người ta chán là em sẽ mất.
em sẽ mất anh ý, em sẽ mất anh ý, anh sẽ không yêu em nữa. Đấy, cho nên là em phải ứng xử đúng để rồi giúp cho người ta hiểu mình hơn, mình hiểu anh ý hơn để cùng xây đắp cái hạnh phúc này. Đừng tiêu cực nữa, hãy cố gắng để tích cực cùng việc nhìn về cái tương lai. Mình đã làm ra chuyện này rồi, bây giờ mình phải tự chịu trách nhiệm nhá. Hãy nói với anh ý lúc nào mà mình vô lý một tí, tâm trạng không vui một tí thì nói chuyện với anh ý. Anh ơi, anh thông cảm cho em, bây giờ em mang bầu, sự tâm sinh lý thay đổi, nhiều khi những cảm xúc của em cũng không kiểm soát được đâu, nên em cứ tiêu cực ấy. Thì anh là người yêu, anh thông cảm cho em. Em cũng thông cảm là thực sự là những cái thay đổi về hormone trong người của một người phụ nữ mang bầu nó có những thay đổi rất là lớn mà thậm chí đôi khi em không kiểm soát được. Nên em tin là người yêu của em sẽ hiểu cho em và đừng có chấp em những cái chuyện đấy nữa nhé. Thì đấy, sau khi bình tĩnh lại em có thể nói cho anh những cái câu như thế thì chị tin là anh cũng sẽ hiểu em để rồi mà sẽ không chấp nhận em nữa. Chứ không phải là bây giờ em cứ gây chuyện và em phải bình tĩnh lại đi, chứ nếu bây giờ em cứ gây chuyện và cãi nhau là rồi người thiệt chỉ có một mình em thôi. Đúng không? Em mang, em vác một cái bụng ở trên người em, còn anh ấy chẳng vác cái gì trên người anh ấy cả. Kết hôn thì không có, người ta sẵn sàng là người ta sẽ rời bỏ em nếu như em không đủ cuốn hút. Và nếu như em là một cái nơi mà làm cho người ta quá nhiều áp lực và mệt mỏi. Chị biết là bây giờ em đang mang bầu, em cần sự yêu thương, cần sự quan tâm mà người đàn ông không có cho em đầy đủ những thứ đấy. Nhưng em đòi hỏi em sẽ không có. Đấy, anh ấy nói rằng anh coi em là vợ rồi, nhưng mà em vẫn không thỏa mãn với điều, em vẫn thấy anh lạnh nhạt. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ lúc nào phải săn săn đón đón em, xong rồi lúc nào cũng nhiệt tình á. Không có chuyện đấy đâu em ạ. Đặc biệt là bây giờ anh còn là trẻ con nữa, cũng anh còn bị áp lực nữa. Chị nghĩ rằng anh ấy là trẻ con nhưng mà thực sự vẫn có cái đầy đủ bản lĩnh của một người đàn ông đấy. Vẫn cứ nói với em là vẫn sẽ chịu trách nhiệm này, vẫn cứ nói với em là em không nuôi được anh sẽ nuôi này. Chứ không phải là như những người đàn ông khác là người ta chạy làng rồi đấy. Thế chị nghĩ rằng về cái bản chất chị thấy anh ấy vẫn là một người rất là có trách nhiệm. Nhưng mà anh không phải là một người hoàn hảo để mà em đòi yêu thương cái người ta cung cấp cho em ngay. Đúng không? Phải em muốn gì là em được đâu. Nên mình phải trưởng thành hơn, mình phải bản lĩnh hơn, mình phải thấu hiểu cho người ta hơn để cho người ta có cái cảm giác thoải mái và tự do nữa. Đồng thời cũng bày tỏ cho anh ý những cái thay đổi trong cơ thể của mình, rồi những cái mong muốn mà mình nói chuyện với anh ý. Để anh ý hiểu, anh ý đáp ứng cho mình rất vui. Anh chưa đáp ứng cho mình thì mình cũng đừng hậm hực, mình chờ đợi rồi để rồi lần sau anh sẽ đáp ứng cho mình. Chứ không phải là bây giờ em bức tức, em khó chịu chỉ thiệt một mình em thôi. Chị biết bây giờ với một cô gái quá trẻ mang trên mình cái áp lực mang bầu và để sinh con, em bị khủng hoảng. Thế nhưng em khủng hoảng, em phải tự chịu trách nhiệm cho những cái sai của mình, cho những cái điều mình làm trong quá khứ. Chứ không ai ở đây để chịu trách nhiệm hộ em được cả. Do em làm em phải chịu luôn. Mặc dù chị biết nó rất là khó chịu, thế nhưng mà em phải tự đối mặt với nó thôi. Còn nếu như em quá ngột ngạt, người đàn ông người ta sẽ rời bỏ em. Nhưng mình phải đủ cuốn hút, phải đủ hấp dẫn. Ví dụ nếu mình muốn về, mình ngén, mình muốn ăn cái này thì nói với anh ơi, em ngén, em thèm cái này quá, anh mua cho em nhé. Chứ đừng có hậm hực khó chịu xong rồi bảo cái này mà cũng không mua, cái này mà cũng, và bắt anh phải hiểu em thì không có chuyện đấy nhá. Muốn anh ấy làm gì cho mình nói thẳng với anh ấy luôn, không hậm hực, không lòng vòng, không dài dằng, nói thẳng ra. Rồi những lúc nào mà mình thấy rằng là cái lúc mà hormone trong người mình nó thay đổi rồi, mình có những sự không tốt, không đúng, thì sau đấy mình sẽ nói lại với anh ấy để anh tha thứ cho mình, để anh hiểu mình hơn. Rồi luôn luôn tin rằng anh là một người có trách nhiệm và anh hoàn toàn có thể cho em được hạnh phúc. Đừng ở đấy và đòi hỏi yêu thương, em đòi hỏi không bao giờ có. Em chỉ có cách là khiến cho người đàn ông chủ động muốn quan tâm đến em thôi. Người ta yêu em, người ta thương em, xót em và rồi người ta cung cấp cho em thôi. Cho nên bây giờ là lúc em phải bản lĩnh đấy. Chị biết là khó khăn với một cô gái trẻ, nhưng mà nếu em muốn gìn giữ cái tình yêu này thì em phải bản lĩnh lên. Đừng ích kỷ nữa, đừng hành động bản năng nữa. Phải biết vun vén tình yêu, hướng tới một cái tương lai nó tốt đẹp, nó hạnh phúc viên mãn của cả ba bọn em, cả em, chồng em và con em nhá. Hướng tới một cái tương lai như thế, chứ đừng động tí một cái là chia tay, động tí một cái là anh coi em là người dưng. Đừng tiêu cực như thế, em mà tiêu cực người thiệt là em nhá. Đừng có lên Facebook hay gì gì mà bày tỏ cái sự tuyệt vọng hay buồn chán của mình. Buồn chán tự mình chịu thôi. Đừng đưa lên mạng xã hội để rồi em khó chịu này, người xem khó chịu này, người yêu của em khó chịu này. Thế thì lấy lý do đâu để em được yêu nào nhá. Có những lúc buồn mình phải chịu chịu đựng được. Có lúc nào mà mình muốn được anh ấy an ủi, muốn được anh ấy ôm vào lòng chẳng hạn, nói thẳng với anh ơi ôm em một cái cho em cảm giác an toàn đi, bây giờ thực sự trong lòng em có cảm giác hoang mang quá. Chứ đừng ở đấy mà hậm hực, mình muốn được ôm mình không nói được ôm, thôi mình cứ hậm hực những cái chuyện khác nhá. Thì đấy là lời khuyên của chị dành cho em, hướng về một tương lai tốt đẹp của em và anh ấy, vun vén cho cái hạnh phúc này, chứ không phải là cứ giãn ra xong rồi tiêu cực là em thiệt đấy nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.